Trang, chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhơn City. Hôm nay thì Thọ có mặt ở Phú Tài các bạn, khu công nghiệp Phú Tài. Thì Thọ có bắt gặp một cái di tích khá là nổi tiếng ở khu vực này. Đó là cái di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài các bạn. Đây, quay lại cho mọi người xem. Quay một vòng cho các bạn xem ở khu vực này các bạn. Khu vực này là khu vực khu công nghiệp Phú Tài. Đấy. Đây là cái di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài. Đồng xưa qua cho các bạn biết với chính sách tìm việc và Bình Định Mỹ Nghị liên tục tổ chức những cuộc hành quân càn quét, bắt bớ, bắn chết, gây ra những cuộc tàn sát đẫm máu đối với nhân dân miền Nam Việt Nam. Đồng thời mở rộng hệ thống nhà tù, trại giam đỡ giam cầm đầy đọa giết hại những người yêu nước. Tháng 6 năm 1967, Mỹ Ngụy xây dựng trại giam nữ tù binh Phú Tài từ năm 1967 đến năm 1972 đã giam giữ, tra tấn đầy đọa dã man hàng chục ngàn nữ chiến sĩ cách mạng của toàn miền Nam Việt Nam. Tại trại giam này đã khắc ghi tinh thần bất khuất, sự hy sinh anh dũng cao cả của các nữ chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước trong cuộc đấu tranh trực diện và quyết liệt chống lại sự đàn áp hủy diệt của kẻ thù, để ghi dấu công lao và sự đóng góp to lớn của nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đầy trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định đầu tư xây dựng di tích trại giam nữ tù binh Phú Tài. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2009 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2016. Di tích được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng vào ngày 25 tháng 3 năm 2002. Đấy, di tích này được mới xây dựng các bạn, mới xây dựng này, cho nên là còn khá là mới. Đây là lần đầu tiên mình tham quan di tích này, theo chân mình để lên tham quan di tích. Ở dưới các bạn, ở dưới từ cái đường này sẽ đi lên ba cái bậc tam cấp như thế này các bạn, khoảng tầm 40 bậc. Hiện tại thì khoảng 10 giờ 15 sáng các bạn, đang là mùa hè cho nên khá là nắng, cộng với cái nền nhiệt độ của đá granite Bình Định nữa thì nó sẽ khá là nắng gắt. Ở Quy Nhơn nhưng mà mình lần đầu tiên mình tham quan ở khu này các bạn, cho nên có thể nói là khu di tích này nhiều người ở Quy Nhơn chắc chắn sẽ chưa biết. Đấy các bạn, đi lên khoảng mấy chục bậc, 40-50 bậc. Nằm trên một cái đồi. Đây các bạn, nằm trên một cái đồi nó cao ngang với cái mái nhà bên khu công nghiệp. Khoảng tầm cao khoảng tầm 20-30 mét các bạn, 20-30 mét. Đấy, mình lên mình tham quan cái khu di tích này. Lên thẳng luôn, rồi sau đó mình sẽ đi tham quan xung quanh. Mặt trước của khu di tích có hình đá tạc ba nữ chiến sĩ của Việt Nam. Phía trước có một cái ly hương, một cái bàn. Đi xung quanh một vòng cho các bạn xem. Cái bờ tượng này cao khoảng tầm 10 mét các bạn,
không chừng đó. Bên đây đã có cái bảng công trình nè các bạn, công trình tượng đài khu di tích Phú Tài, đơn vị thi công trung tâm mỹ thuật và trang trí nội ngoại thất Hà Nội, tác giả là Vũ Đại Bình, ngày 18 tháng 1 năm 2017. Đây phía sau lưng. Các bạn ở hướng này có thể là thấy cái núi ở trên khu vực Phú Tài nè bạn. Đây là dãy Trường Sơn bắn ra biển thành phố Quy Nhơn. Ở khu vực này thì đi một đoạn nữa thì một đoạn và khoảng tầm 2-3 cây số nữa thì sẽ tới với cái nghĩa trang Bùi Thị Xuân. Khu vực này là khu vực Bùi Xuân rồi các bạn, khu vực Bùi Xuân của phường Bùi Xuân, thành phố Quy Nhơn. Đây là phía sau lưng của tượng đài, cao khoảng tầm 10m hay 12m gì đó các bạn, rồi đó. Mà đứng dưới này mình không thể đo chiều cao chính xác được. Ở phía xung quanh các bạn, cái này không có flycam bay toàn cảnh cho các bạn xem. Ở phía xung quanh nó có ở trên này là một cái hình vòng tròn. Phía xung quanh người ta xây dựng bằng toàn bộ bao quanh bằng đá các bạn. Đây này, đá granite của Bình Định. Đây này, cái này là đá granite nổi tiếng của quê hương Bình Định chúng ta. Đấy, các cái tượng như là tượng Bác Hồ ở quảng trường thành phố Vinh cũng là xây dựng vận chuyển hoàn toàn bằng đá granite của Bình Định chúng ta ra ngoài đó làm, và nhiều nơi khác nữa. Đấy, đi xung quanh phía dưới cho các bạn xem. Đây là khu công nghiệp Phú Tài các bạn, sản xuất bia, gỗ, đá, vật liệu xây dựng. Đây, chủ yếu là những ngành sản xuất của khu vực trên này. Đấy, toàn cảnh cho các bạn xem. Hồi nãy mình đi lên hướng này các bạn, phía dưới chân ở dưới tượng đài thì sẽ có những cái đường đi nhỏ nhỏ như thế này. Mình đi xuống thế này xem thử nhé. Lần đầu tiên đi cho nên là không biết ở đây nó có cái gì, mình cứ đi thôi. Ở bên kia cũng là cái khu xí nghiệp công ty đó, có cái bể nước rất là to. Đấy, đứng hướng này thì có thể quay toàn cảnh này các bạn, toàn cảnh cái tượng di tích kỷ niệm. Chắc chắn là ở Quy Nhơn rất nhiều người sẽ không biết cái di tích này. Chắc chắn là một điều đó các bạn. Vì nó nằm ở trên khu vực nghe nói thôi, chứ còn nghe nói là có cái trại nữ tù giam, nữ tù binh Phú Tài. Nhưng mà không biết nó nằm ở đâu, nghe nói thôi. Còn đi tham quan thì chắc chắn là nhiều người sẽ không biết cái khu vực này. Tại vì nó nằm ở trên khu vực khu công nghiệp, ít người qua lại, chủ yếu công nhân lên đây thôi. Còn khách tham quan thì sẽ không có được biết. Tại vì những cái di tích này nó khá là không có gì hấp dẫn hết, cho nên khách tham quan thì không thích những khu vực này các bạn. Chỉ những người muốn tìm hiểu một ít về lịch sử thôi thì sẽ đi tìm hiểu. Sau lưng này có một cái hòn đá này các bạn. Trước là chĩa cái hòn này ra và xây theo ấy. Đây là phía dưới các bạn, phía dưới là sau lưng của cái tượng đài. Đấy, mình nghĩ là cái khu này là khu di tích cái tượng thôi, không có cái nhà tù là như thế nào cả. Đài tưởng niệm thôi, kiểu vậy các bạn. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đấy, đây là phía sau lưng toàn cảnh. Khá là rộng các bạn, khoảng tầm
2 đến 3.000 mét vuông cả khu đồi này. Đấy, đi một vòng dưới cho các bạn xem. Không biết ở dưới này nó có cái hầm vô không, cái đồi cao đá không phải. Đấy, đá mà sau khi mà làm di tích thì người Nhân đã chế những hòn đá này ra để xây những cái khu này, lối đi như thế này. Đây, hướng này là hướng 10 giờ, ở hướng 1 giờ. Phía trước đường khu công nghiệp. Toàn cảnh các bạn, toàn cảnh khu này là có thể thấy được rất là nhiều cái xí nghiệp, cơ quan, kho bãi của khu công nghiệp Phúc Tài. Đi một đoạn nữa là sẽ là nghĩa trang Bùi Thị Xuân. Nắng lên tới đỉnh đầu rồi các bạn. Họ giữ lại các cái tảng đá như thế này khá là hay. Nắng lắm các bạn, cái này muốn tham quan thì mọi người nên đi sớm hoặc là đi vào buổi chiều mát, 5 giờ chiều thì mặt trời nó xuống tới núi rồi. Bây giờ là nắng lắm, mùa này nắng cực kỳ luôn. Rồi, ok các bạn.